Wow. To really understand me, we gotta start with the fact that I'm made up of three main parts. They're called protons, neutrons, and electrons. One more time, they're called protons, neutrons, and electrons. The three parts of an atom. So let's talk about protons first. They have a positive charge, like an energy burst. The second part is the neutron. Yeah, we know. It has a neutral charge, aka charge of zero. Now both parts that we just discussed hang out in a place called the nucleus. Yeah! Protons and neutrons, they both team up to make the center of the atom. The nucleus! But now we can't forget the third part. It's the smallest particle with a negative charge called E-L-E-C-T-R-O-N. Electron! And it spins and spins around the nucleus. Just like an orbit. And let me tell you one more thing before I forget. Electrons are moving super quick. Từ bài hát thú vị vừa rồi, có thể thấy được nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, từ nguyên tử tạo nên mọi chất. Nguyên tử lại được tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn là proton, neutron và electron. Ngoài ra, chúng ta còn có những kiến thức nào khác về nguyên tử? Các em sẽ tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay, bài 4, nguyên tử. Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu nguyên tử là gì, hạt nhân nguyên tử và lớp electron. Trong đó, lớp electron là nội dung được giảm tải. Nguyên tử là gì? Hãy hình dung nguyên tử như một quả cầu, đường kính quả cầu vào cỡ 10^-8 cm, một con số rất bé. Thêm nữa, ở phần đọc thêm, nếu xếp hàng liền nhau thì với độ dài 1mm thôi cũng đã có từ vài triệu đến hơn chục triệu nguyên tử. Thí dụ, phải 4 triệu nguyên tử sắt mới dài được thế. Từ những thông tin này, chúng ta thấy nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ. Xét về điện tích đối với nguyên tử oxygen. Nguyên tử oxygen có điện tích hạt nhân là 8 cộng và có 8 electron. Do đó, tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng tổng điện tích dương của hạt nhân là 8. Điều này cho thấy bình thường nguyên tử trung hòa về điện. Quan sát sơ đồ nguyên tử hydrogen và nguyên tử carbon, chúng ta thấy nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Tóm lại, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Nội dung tiếp theo, tìm hiểu về hạt nhân nguyên tử. Khi xét cấu tạo hạt nhân nguyên tử, người ta thấy hạt nhân nguyên tử được tạo thành từ hai loại hạt nhỏ hơn là proton và neutron. Trong đó, proton ký hiệu là P mang điện tích dương, còn neutron ký hiệu N không mang điện. Xét ba nguyên tử protium, deuterium, tritium. Ba nguyên tử này đều có một proton trong hạt nhân và chúng đều thuộc cùng một loại nguyên tử và thuộc cùng loại nguyên tử với hydrogen. Vậy các em cần nhớ, các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Thêm một lưu ý nữa, nguyên tử trung hòa về điện, có nghĩa là trong nguyên tử, số điện tích âm bằng số điện tích dương, có nghĩa là trong một nguyên tử, số proton sẽ bằng số electron. Khi xét về khối lượng nguyên tử, proton và neutron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé, không đáng kể. Do đó, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Tóm lại, ở phần hạt nhân nguyên tử, các em cần nhớ, hạt nhân tạo bởi proton ký hiệu là P và neutron ký hiệu là N. Trong mỗi nguyên tử, số proton bằng số electron. Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Nói thêm về lớp electron. Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Quan sát đoạn phim mô phỏng sự liên kết giữa nguyên tử hydrogen và nguyên tử chlorine,
Chúng ta thấy hai nguyên tử này có thể liên kết với nhau là nhờ các electron. Ở trường hợp khác, một nguyên tử có thể cho bớt đi một electron để tạo thành ion dương. Nguyên tử khác có thể nhận thêm một electron để tạo thành ion âm. Ion dương và ion âm hút lẫn nhau, tạo sự liên kết giữa các nguyên tử. Tóm lại, chính nhờ electron mà nguyên tử có thể liên kết được với nhau. Kết thúc bài học, các em cần nắm được nguyên tử là gì, cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Trước khi sang phần tiếp theo là thực hiện bài tập sách giáo khoa. Từ nội dung đã học, chúng ta dễ dàng tìm được các từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Từ nguyên tử tạo ra mọi chất, nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa là proton, neutron và electron. Proton mang điện tích dương, ký hiệu là P, electron mang điện tích âm, ký hiệu là E. Những nguyên tử cùng loại thì sẽ có cùng số proton trong hạt nhân. Nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử vì nguyên tử tạo thành từ hạt nhân gồm proton và neutron và vỏ electron, mà khối lượng electron rất nhỏ, không đáng kể so với proton và neutron. Vì vậy, khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Kết thúc bài học, chúc các em học tốt!